xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng cả nhà yêu đã quay trở lại với kênh Tuyên Quang của em ạ. Nay em Quỳnh lên với cả nhà mình một MV máy rất là đẹp luôn nhá anh nhá. Mời các bác của mình cùng theo dõi kênh Quỳnh Tuyên Quang của em để lựa những MV máy to đẹp về chơi, về ghép sinh sản hay anh em về kích trống này. Trên bản đuôi xòe dáng cao cầu người dài anh nhá. Quá là đẹp luôn này, em máy rất là đẹp nhá. Mã mã số 924 trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em canh nhá. Đây là một MV máy tay ầm luôn. Em máy này anh em có thể hộ chiến rất là tốt luôn ạ. Chim đã xùy rồi nhá. Em bảo hành cho anh em nhà mình đã xùy rất là nhiều. Mau mồm mau miệng. Anh em nhà cô bác nhà mình đang có nhu cầu tầm chưa biết lựa MV máy nào thì anh em có thể xem kỹ cái M924 này của em Quỳnh nhá. Cảm thấy vừa mắt hoặc là ưng cái đầu mặt hay cái móng mỏ này, màu lông thì các bác ủng hộ em Quỳnh nhá. Máy truyền tơ rất là đẹp luôn, dáng người dài cao cầu, chim đẹp cực kỳ đấy các bác ạ. Chim đã xùy rất là tốt rồi nhá, kích trống giữ lửa giữ điện cho trống rất là ok. Anh em mình yên tâm ạ. Giờ thì em sẽ chuyển sang 925 cho canh các bác nhà mình sưu tầm nhé. Em lên với cả nhà em 925 nhá. Mời cả nhà mình cùng theo dõi em mi mái này. Hôm nay lên cho anh em mấy em mi mái đẹp đẹp để các bác sưu tầm mà giá hợp lý lắm. Anh em có nhu cầu thì alo cho em Quỳnh nhá. Mi mái này nước lông xanh này, chim nhanh nhẹn tố chất, mỏ mỏng, họa đóng cao đẹp, chân hồng mỏ vàng. Em Quỳnh ở Tuyên Quang và bên em Quỳnh thì có ship nhá. Anh em cô bác ở đâu thì ủng hộ em ạ. Em này em chia sẻ cho anh em giá 1.100.000 nhá anh nhá. Chim rất là đẹp luôn này. Chim đã xùy rồi, âm xùy dài nhá, 5 âm nhá các bác nhá, 3 đến 5 âm, âm xùy rộng xùy rất là hay, rất là ok luôn. Đấy. Rất là mong được sự ủng hộ yêu thương của cả nhà mình. Người dài, lông đuôi dài đẹp. Đấy. Phần lông đuôi đang có một vài lông gãy và cũng đang có hiện tượng xuống lông, thì anh em về chăm lại lông lá nhá. Nói chung là bên em thì em không bắt tay đâu, em đuổi từ học nọ sang học kia, chim nó cũng không bị hoảng nhiều, các anh các bác nhà mình cứ yên tâm. Và thứ hai thì em cũng quay rất là gần, rõ chi tiết đầu mặt, chân móng mỏ. Đấy. Rất là mong được sự ủng hộ của cả nhà mình nhé. Qua số điện thoại của em Quỳnh là 0983 936 899 các anh nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 nhá, em lên cho cả nhà những cái em chim rất là đẹp luôn. Đấy, toàn mi mái đẹp luôn. Giờ em sẽ chuyển sang em mi mái tiếp theo cho các bác canh nhà mình nữa. Em Quỳnh lên với cả nhà em mã số 925 nhá. 926 nhá anh nhá, xin lỗi cả nhà mình. Mã số 926 này mà em chim đang thay lông và lông đồng. Em mi mái này thì khoảng hơn 1 năm rừng rồi. Chim rất là nhanh nhẹn, tố chất nhá. Mỏ vàng, móng mỏ đẹp, không tật lỗi gì, chân móng đầy đủ hết. Chứ đây là một em mái rất là đẹp nếu như anh em nhìn ra nhá. Còn phần đầu đang thay thôi các bạn ạ. Nói chung là chim lông cũ thì mùa thay lông này thì con nào nó cũng thay, đây là điều hết sức là bình thường. Anh em về chăm 1-2 tháng nữa thì lông lá nó sẽ đẹp hơn, con lành cành đào hơn hết rất là nhiều nhá các anh các bác nhá. Chân cành đào mỏ vàng, dáng rất đẹp, ngực nở của em chim nếu mà mùa kia thì bộ khá là to đẹp nhá. Mã số 926 các anh ạ. Chân móng mỏ đều ok, tuyệt vời luôn. Chim đã xùy rồi anh em yên tâm nhá, về chuẩn mái 100%, về anh em có thể kích trống này hay anh em về ghép sinh sản đều rất là tuyệt vời luôn. Đấy,
Bên em Quỳnh thì có ship toàn quốc. Anh em cô bác nhà mình nếu nhu cầu thì ủng hộ em Quỳnh nhá. Liên hệ cho em Quỳnh qua số điện thoại 0983 936 899. Em ở Tuyên Quang và em thì có ship toàn quốc. Mong cả nhà mình ủng hộ để em có cơ hội chia sẻ kết nối đam mê với anh em yêu chim họa mi, yêu chim khiếu trên toàn quốc ạ. Em này thì được cái mỏ mỏng, mỏ dài đẹp. Đó. Bây giờ em Quỳnh sẽ chuyển sang em chim thứ tư trong video clip này các anh nhé. Em lên với cả nhà em đi mái mang mã số 927 nhé các anh nhé. 927 này thì chim nó hơi hoảng một chút. Đấy, nó nhảy hơi mạnh. Thì nói chung là hàng mộc cũng khó tránh khỏi lắm, có con nọ con kia. Và dáng dấp các thứ thì em này rất là dài chim, trường chim. Chân vàng, mỏ vàng rất là đẹp nhá. Em mái đẹp lắm các anh ạ. Em chia sẻ cho cả nhà mình với giá 1.100.000 nhá. Chim bản đuôi xòe, dáng đẹp, người dài, dáng gấp thì rất là ok rồi. Nhưng mà hàng mộc thì có con nhảy nhiều, có con nhảy ít, nói chung là khó tránh lắm. Anh em nuôi mộc thì xác định là về mình chăm thêm vài tháng, vài ba tháng nữa nó thuần hóa các em nó tiếp nhá các anh nhá. Thì 1-2 tháng thì chim nó sẽ thay đổi thuần người hơn, rồi dễ chăm, dễ chơi hơn. Là yên tâm là chim đã xùy rất là nhiều rồi. Ở nhà em Quỳnh nhiều khi chim chống hót ở trên mái nó cũng xùy nhá các bác nhá. Chim dễ chơi lắm. Em ở Tuyên Quang, bên em có ship toàn quốc. Vì vậy nhận mong cả nhà mình ủng hộ để em ship chim cho các bác nhé. Em này lông dưới ngực rất là vàng đẹp, ngực nở, chim bụng khá là to đẹp anh ạ. Mỏ mỏng dính, mỏ cong. Nói chung là dựng là một em chim rất là mau mồm mau miệng đấy ạ. Tướng tá nhìn rất là ok. Bây giờ làm một cái hộp đơn giản nhỉ. Đấy, mong cả nhà mình ủng hộ trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em nhé. Số điện thoại liên hệ với em Quỳnh qua Zalo hoặc điện thoại là 0983 936 899 các anh ạ. Cả nhà mình cứ ngắm kỹ đầu mặt, bóng bổ rồi, bộ rồi mắt, màu lông. Nếu như mà cảm thấy hợp nhãn và thích, phù hợp với sở thích của mình thì anh em ủng hộ em nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang em chim mái thứ 5 trong video clip ạ. Em lên với cả nhà mình em chim mái thứ 5 trong video clip này nhé. Em mi mái bộ to, đuôi xòe đẹp. Một chân đau hơi sưng, cái chân sau hơi sưng nhá các anh nhá. Em này thanh lý cho cả nhà mình giá 600.000 ạ. Anh em nào thích mái về thả AV thì anh em có thể lấy hộ em Quỳnh nhá. Cái này về thì anh em chỉ cần cho tắm nước muối và thả AV rộng. Hoặc anh em có thời gian chăm sóc cho uống kiểu như là kháng viêm, kháng sinh các thứ vào thì nó cũng sẽ hết nhá. Hết sưng nhá, không sao nhá các anh nhá. Chim đi lại ăn uống bình thường. Bản đuôi xòe dáng đẹp 600.000 cho anh em nhà mình. Chim tại Tuyên Quang. Kênh của em Quỳnh, em Quỳnh quay dần chi tiết tận cảnh. Chim đang thay lông, lông lá không được đẹp lắm nhá. Anh em về chăm tiếp thì khi ấy lông nó mọc hơn, đầy đủ hơn, nhìn em chim nó sẽ đẹp và dáng dấp đâu ra đấy luôn này. Mã số 929 à? 928 nhá canh nhá. Em chia sẻ 600.000 cho anh em nhà mình. Cảm thấy hợp nhãn anh em nào thì ủng hộ em Quỳnh nhá. Đây phần chân của nó thì em cũng quay gần để cho anh em quan sát này. Không vấn đề gì đâu, một cái móng sau nó hơi sưng hơi đau do cái quá trình là chim đi lại rồi là kiểu như là nó bị nhiễm trùng vào nên là nó sưng tấy lên thôi. Nó xước sát ra ấy. Xong rồi nó gặp chim ở trong học nhỏ các anh. Đấy. Ăn uống phân trước nó gần nên là nó kiểu như là sưng tấy lên thôi. Thì anh em về thả ra AV rộng thì em nghĩ là sẽ ngon lành cành đào lại ngay thôi. Bây giờ em xin phép dừng clip mái hôm nay tại đây. Cảm ơn cả nhà mình, canh gia nhà mình đã theo dõi video trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em nhé. Anh em nhà mình bác nào chưa đăng ký kênh Quỳnh Tuyên Quang cho em Quỳnh xin một nút đăng ký kênh ủng hộ em ạ. Xin chào, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nhé.